Tôi là một cái người bình thường, người làm khoa học. Công việc chính của tôi là công việc làm khoa học và bây giờ tôi vẫn phải mất rất nhiều thời giờ vào chuyện này. Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng là khi mà đất nước mà nó đang có những cái vấn đề, đang có những cái sự gây hấn đối với đất nước nước mình như thế, thì bất cứ người nào cũng phải nghĩ là mình phải làm gì. Tôi không thể làm gì được ngoài cái việc là đi xuống đường. Đi xuống đường để mà thể hiện cái chuyện bất bình của mình đối với lại nước ngoài nó gây hấn. Tôi cho rằng là tình yêu nước nó chỉ có ý nghĩa khi mà ta phải chịu hy sinh cho đất nước. Chứ còn ta học cái tình yêu nước từ cái thuở tuổi thơ, nhưng mà suốt cuộc đời ta không làm được một cái việc gì để mà thể hiện là đất nước cần cái sự hy sinh của anh, dù đó là một sự hy sinh rất là nhỏ mà anh không làm. Thế thì làm sao gọi là yêu nước được? Trong cái việc vừa rồi và cụ thể là mấy cái ngày vừa rồi, dân đánh cá ở quê tôi bị đàn áp. Tại sao họ phải ra đây họ đánh cá? Đấy là cái nơi họ đánh cá từ bao nhiêu đời cha ông họ rồi. Và đây họ ra đó họ đánh cá không phải là vì kế sinh nhai của họ, không phải chỉ vì kế sinh nhai. Mà họ ra đấy họ đánh cá thể hiện một cái việc, tức là đấy là vùng đất, vùng nước của cái đất nước Việt Nam này. Và họ dương cao cái chính nghĩa của nước Việt Nam. Họ mới chính là những người anh hùng, họ mới chính là những người hy sinh nhất, và ta phải làm cái gì cho họ. Còn những cái việc mà đi xuống đường biểu tình ấy, nó chỉ là một cái việc rất là nhỏ so với cái việc kia của họ. Tôi cứ nghĩ thế, do đó cho nên thấy rằng mình cũng chưa làm được bao nhiêu. Nhưng có điều tức là rất không hiểu là tại sao trong cái hoàn cảnh như thế mà cái thông tin thì nó cũng rất là nhiều. Mặc dù là nhà nước chính thống thì là không đưa những cái chuyện đấy lên, nhưng mà nghe nói rồi bao nhiêu thứ được mà cũng rất ít người tham gia. Và khi mà cái đoàn chúng tôi mà đi cứ bị đuổi hết chỗ này đến chỗ khác rồi thì là không thể đi được nữa, thì xung quanh là rất là nhiều người, người đi đường, người uống cà phê ở bên đường, tất cả họ xem cái việc này nó chỉ như là một cái gánh hát rong. Họ nghĩ gì trong đầu tôi cũng không thể hiểu. Đây là vấn đề nhức nhối nhất của tôi, chứ không phải là cái vấn đề chính sách này, chính sách khác, cái việc là một số người đi đêm với lại Trung Quốc vân vân, thì những cái đó thì tôi thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà cũng không đến nỗi khó hiểu. Cái chuyện tôi không hiểu nổi, tức là tại sao mà giới thanh niên và những cái người Việt Nam vẫn thờ ơ. Cái đó mới là cái mối họa, cái nguy hiểm. Hoặc là cũng có thể có người nào đó nghĩ rằng là ôi, cần gì bây giờ thì ta phải giữ quan hệ với lại Trung Quốc vân vân, theo như cách nói của một số người trong chính quyền, theo như cách nói của những cái công an mà họ dẹp cái đám biểu tình, họ nói rằng không có vấn đề gì đâu, bây giờ mọi việc đều tốt đẹp cả, ở ngoài Biển Đông không có chuyện gì, mọi người rủ nhau mà về đi không vân vân. Tôi có cảm giác rằng là dù như thế nhưng mà cái giai điệu của cái 16 chữ vàng và bốn cái nốt nhạc tốt 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 đấy nó đang ru ngủ khá nhiều người Việt Nam, và đấy là cái sự thành công của Trung Quốc. Vâng, thì viện cái lý do là hiện nay là hai chính quyền đang cố gắng tiến hành đàm phán, cho nên là chính quyền không cho phép mà tiếp tục biểu tình như là ở Hà Nội những tuần trước nữa. Và hôm qua thì khi giáo sư tham gia biểu tình, giáo sư thấy là lực lượng an ninh họ đối phó với lại đoàn biểu tình như thế nào ạ? Tôi không ở trong cái vị trí của những cái người mà quyết định chính sách ngoại giao, do đó cho nên tôi không rõ. Nhưng mà tôi rất hiểu cái việc này. Chúng tôi cũng đã nói rằng có những cái việc mà họ đàm phán với Trung Quốc thuộc về vấn đề bí mật quốc gia thì chúng tôi cũng không đòi hỏi là phải biết những cái chuyện đó. Đất nước nào cũng vậy, cũng luôn có những cái chuyện mà người dân không thể biết được và phải trông chờ vào cái sự gọi là anh minh của những cái người lãnh đạo. Thế nhưng mà trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ cái việc là muốn giữ một cái mối quan hệ với những người mình đang đàm phán để mà người ta thấy rằng là mình cũng, đó là nói về những cái người có trách nhiệm đấy, mình vẫn là muốn giữ một cái quan hệ tốt đi chăng nữa thì cũng không thể làm cái việc mà như đã xảy ra ngày sáng hôm qua. Bất cứ một cái lý do nào biện minh cho một cái việc làm đáng xấu hổ như vậy, khi người dân người ta thể hiện một cái nguyện vọng như thế rất ôn hòa, chưa làm gì cả mới kéo nhau đến, thậm chí chưa hô bất cứ khẩu hiệu nào đã bắt người ta lên xe và tống vào đưa đi nơi khác, rồi thì hoặc là đẩy hết tất cả chúng tôi khoảng chừng 20 người chúng tôi thôi đi như thế, có cả phụ nữ, có cả ông già, rồi thì
la hét, rồi thì quát tháo, rồi thì làm những cái chuyện mà nó không còn có một cái lễ độ, không còn có một cái văn hóa gì cả. Thì cái chính quyền như vậy ấy, là một cái chính quyền như thế nào? Rất khó hiểu. Vâng, thì hôm qua là ngoài cái lực lượng an ninh, tức là những người mặc sắc phục, thì có rất nhiều nhân viên mặc thường phục, và lẫn lộn vào đó thì theo lời kể một số nhân chứng thì có cả những người mà có vẻ như không hoàn toàn không phải là lực lượng công an, mà là những người được điều động đến để mà dẹp biểu tình. Giáo sư có nhận xét như vậy hay không ạ? Chúng tôi biết cả đi chứ, nhưng mà chúng tôi lại thấy những người sắc phục ấy là những cái cháu bé đó, có thể nói là nó ngây thơ. Có một cái cháu có thể nói rất là đẹp trai, da rất là trắng hồng hào, ngây thơ lắm. Tôi nói với cháu ấy, tôi bảo rằng ôi cháu ơi, cháu đẹp trai như thế này thì cháu nên đi đóng phim có hay hơn không, cháu làm một cái việc này phí của đời. Nó cũng chỉ cười thôi. Nhưng mà cái đáng trách nhất là những người không mặc sắc phục. Và những người đó lấy cái quyền gì để mà những người đó quát tháo, những người đó nói chúng tôi trả ra cái gì cả. Có những người thì cũng có vẻ là thiện chí là muốn mời chúng tôi đi, nhưng cũng có những người quát tháo và họ không có tư cách nào, họ có nhân cách nào cả để mà người ta quát tháo những cái người lớn đáng tuổi ông, tuổi cha của người ta. Và cái đất nước này, cái văn hóa đã đến cái mức rất là tàn tệ. Tôi thấy không thể hiểu được là tại sao người ta yêu nước, người ta có làm cái gì đâu. Người ta có cái cách người ta yêu nước khác với lại những cái người mà người ta vẫn nói là người ta yêu nước bằng cái cách là người ta phải đi qua đi lại Trung Quốc, người ta đàm phán thế này thế khác. Còn những người này người ta yêu nước một cách rất đơn giản là người ta chỉ xuống đường, người ta nói rằng là không được gây hấn đối với đồng bào chúng tôi, không được đánh đập đồng bào chúng tôi. Đó là cái ý nguyện, nhưng thậm chí họ chưa nói gì cả thì đã bắt người ta. Và thậm chí là như chúng tôi mới đi đường chưa hô hiệu nào cả thì đã quát tháo, đã đẩy chúng tôi đi. Cho các vấn đề đó là một cái vấn đề, cái văn hóa của đất nước này ở mức một cái cơ quan công quyền như thế nó đến cái mức rất là bi quan. Chứ còn thì là cái mỗi một người có một cách làm. Tôi nhắc lại một lần nữa là những người có trách nhiệm, người ta cứ đi bàn pháp với Trung Quốc thì cái chuyện đó chuyện của họ, miễn là làm thế nào mà cho nó rõ ràng mọi thứ. Và cái thứ hai là người dân cũng chưa động chạm gì đến Trung Quốc, người ta cũng không nói một cái câu gì xúc phạm. Người ta chỉ mới tụ tập nhau lại đến đấy, đã bắt người ta lên xe. Thế là thế nào? Thế thì còn gì nữa? Bây giờ còn cái khái niệm yêu nước mà tôi nói ngay từ ban đầu. Làm sao thì mới gọi là yêu nước được? Và cái đó là câu đầu lưỡi của những cái người lãnh đạo bao nhiêu thế hệ này. Mà một cái đất nước văn hiến, một cái đất nước mà có truyền thống chống giặc ngoại xâm. Và nếu mà muốn có cái truyền thống chống giặc ngoại xâm đó, muốn có cái văn hiến đấy, bảo tồn cho được sau hàng nghìn năm như thế này, thì không có cái tình yêu nước lấy đâu ra. Làm sao còn cái văn hiến như ngày nay? Tình yêu nước là cái tình cơ bản nhất mọi người dân trong đất nước. Không còn nữa, không cho phép. Thế thì làm sao mà tồn vong cái đất nước này được? Sau cái sự việc xảy ra ngày hôm qua thì giáo sư có ý định sẽ tiếp tục tham gia biểu tình hay không nếu có những lời kêu gọi? Tôi sẽ tiếp tục. Trước đây tôi không định làm như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ tiếp tục. Và thậm chí tôi chờ sẵn là người ta bắt tôi. Tôi không làm gì chống lại cái đất nước này cả. Cho nên bao giờ tôi sợ. Vẫn xuống đường bao giờ cho thấy rằng người ta đối xử một cách văn minh lịch sự với những người biểu lộ tình yêu nước. Thì chúng tôi thôi. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã dành chút thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Phương nha.